Trong lúc nhiều người bất bình cho rằng công an thành phố Yên Bái gài bẫy thô bỉ để bắt nhà báo Lê Duy Phong với tội danh chiếm đoạt tài sản, luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải nói nhà chức trách không có cơ sở pháp lý để bắt ông Phong. Ông Phong, trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bị công an thành phố Yên Bái bắt trưa ngày 22 tháng 6 khi đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng. Sau đó 4 ngày, công an ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhà báo này 4 tháng. Việc bắt giữ anh Phong là sai các quy định của luật pháp Việt Nam, không phải là phạm pháp quả tang mà không có cái lệnh bắt khác và hoặc lệnh truy nã. Viện kiểm sát phải hủy bỏ cái việc tạm giữ anh Duy Phong này. Ngay sau đó, bà Nguyễn Quỳnh Nga, vợ ông, đưa lên mạng xã hội bản tường trình của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi tới và bị bắt ở Yên Bái. Nội dung nói rằng, vào cuối bữa trưa ngày 22 tháng 6, một người đàn ông tên Hoàng Trung Thực cố dúi tiền vào túi ông Phong khi ông đã gần say rượu, chỉ ít phút trước khi công an ập vào bắt. Bản tường trình nói, ông Phong từ chối nhận tiền và không có chuyện nhà báo này đe dọa viết bài để vòi tiền của ông Thực, người tự giới thiệu mình là một doanh nhân. Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó có nói tới các tư dinh hoành tráng của hai giám đốc, Sở Công an và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh.